Vì cách cách xinh đẹp mà Từ Hy Thái Hậu sủng ái đến mức bắt giữ ở cung và không cho phép ở cạnh chồng là người như thế nào. Nhận được sự sủng ái đặc biệt của Từ Hy Thái Hậu, nàng Cách Cách được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân cuối triều đại nhà Thanh, lại có cuộc sống khá bi thảm, cô quạnh. Phần lớn cuộc đời nàng bị giam lỏng trong bốn bức tường lạnh lẽo ở Tử Cấm Thành, thậm chí xuất giá rồi cũng không được sống hạnh phúc bên chồng. Theo ghi chép trong Thanh Sử Cảo, Từ Hy Thái Hậu khi còn trẻ là một người có dung mạo xinh đẹp xuất chúng. Vào cung chưa bao lâu đã nhận được sự sủng ái đặc biệt của Hàm Phong Đế. Từ Hy là người vô cùng yêu cái đẹp và cực kỳ thích những thứ thời thượng. Mặc dù là người thuộc vương triều phong kiến, nhưng lão Phật gia lại rất thích những món đồ của người phương Tây. Và máy ảnh là một trong số đó. Cũng chính bởi vậy, Từ Hy đã chụp rất nhiều ảnh lưu lại cho đời sau làm tư liệu lịch sử. Trong những bức ảnh của Từ Hy, có thể thấy một mỹ nhân thường xuyên xuất hiện bên cạnh bà. Từ tần suất lộ diện trong ảnh chụp cùng Thái Hậu, người ta có thể đoán ra người phụ nữ này chính là tâm phúc của Từ Hy. Thanh Sử Cảo còn gọi đây là đệ nhất mỹ nhân cuối triều đại nhà Thanh. Xinh đẹp là thế nhưng cuộc đời của vị hồng nhan ấy lại khá buồn, thậm chí tên của nàng còn chẳng được lưu danh trong sử sách. Người ta chỉ biết nàng là Tứ Cách Cách, con gái của Khánh Thân Vương Dịch Khuôn. Từ nhỏ, Tứ Cách Cách đã tỏ ra vô cùng thông minh, lanh lợi, hơn nữa còn là một người dịu dàng, lương thiện. Khánh Thân Vương không có tài năng gì, nhưng lại biết cách khiến Từ Hy Thái Hậu vui, thế nên ông rất được lòng lão Phật gia. Vào dịp mừng thọ tuổi 60 của Thái Hậu năm 1894, Khánh Thân Vương đưa cô con gái thứ tư tiến cung để hầu hạ Từ Hy. Từ Hy Thái Hậu vô cùng yêu thích Tứ Cách Cách xinh đẹp, biết kể chuyện cười và càng sủng ái Tứ Cách Cách vì nàng thường dâng cho lão Phật gia những món đồ chơi thú vị của người phương Tây lấy từ chỗ Dịch Khuôn. Có lẽ sự xuất hiện dày đặc của Tứ Cách Cách trong hầu hết những bức ảnh chụp cùng Từ Hy là sự minh chứng rõ ràng nhất cho sự yêu thích mà lão Phật gia dành cho nàng. Vốn Từ Hy chỉ muốn giữ Tứ Cách Cách ở mãi bên cạnh mình, nhưng khi Cách Cách đến tuổi cập kê, Thái Hậu không thể không để nàng xuất cung lấy chồng. Tứ Cách Cách được gả cho Hy Tuấn, con trai của Dụ Lộc, một vị quân cơ đại thần quyền cao chức trọng trong triều. Sau khi thành hôn, vợ chồng Tứ Cách Cách sống rất tình cảm. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang vì Từ Hy Thái Hậu không thể chịu nổi những ngày tháng cô quạnh, không có Tứ Cách Cách ở cạnh bên bầu bạn. Chưa được bao lâu, Từ Hy đã cho đón Tứ Cách Cách về lại Tử Cấm Thành. Mặc dù chẳng đành lòng rời xa người chồng mới cưới, nhưng Tứ Cách Cách không thể không làm theo mệnh lệnh của Thái Hậu, người một tay che cả bầu trời, ngay cả cha nàng là Khánh Thân Vương cũng chẳng dám ho he nửa lời. Đang trong thời kỳ tân hôn hạnh phúc, cặp đôi buộc phải sống cảnh phân ly, Tứ Cách Cách lại phải tiếp tục kè kè bên cạnh Thái Hậu. Đến năm 1900, Tứ Cách Cách nhận được hung tin người chồng yêu dấu của nàng đã qua đời vì bệnh tật và đau buồn. Chưa đầy 30 tuổi, Tứ Cách Cách đã trở thành quả phụ. Lúc này, Từ Hy Thái Hậu đành phải để nàng xuất cung, về nhà chịu tang chồng. Khi Tứ Cách Cách vừa lo liệu xong tang lễ, lão Phật gia không thể chờ đợi thêm nữa, lập tức cho người đón nàng hồi cung. Kể từ giờ phút ấy, quãng đời còn lại của Tứ Cách Cách chỉ là ở bên cạnh bầu bạn cùng Thái Hậu, một bước không rời. Tứ Cách Cách hồi cung với tâm trạng khá thê lương, nỗi đau mất chồng còn chưa nguôi ngoai, thế nhưng Từ Hy Thái Hậu lại gấp gáp lôi nàng đi chụp ảnh, thậm chí Tứ Cách Cách còn bị ép phải hóa trang thành Long Nữ, là nhân vật thường đứng phía sau, bên phải Quan Thế Âm Bồ Tát, với gương mặt tươi cười, đứng sau Từ Hy Thái Hậu để tạo dáng. Trong những bức ảnh khi ấy, có thể thấy vẻ mặt của Tứ Cách Cách không được tự nhiên, nàng nở nụ cười vô cùng miễn cưỡng, còn trong ánh mắt ẩn giấu nỗi buồn man mác, dường như có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Năm 1908, Từ Hy Thái Hậu qua đời, Tứ Cách Cách cũng đã gần 40 tuổi. Phần lớn cuộc đời Tứ Cách Cách đều sống trong cung. Sau khi chồng mất, nàng không tái giá và cũng không có con cái. Nàng Cách Cách xinh đẹp bậc nhất triều đại nhà Thanh đã dâng hiến hết cả tuổi thanh xuân cho Từ Hy Thái Hậu. Nhưng đến cuối cùng lại phải sống một cuộc đời bi thảm, cô quạnh, ngay đến tên tuổi cụ thể cũng chưa từng được lưu danh trong sử sách. Tám đại thần nhà Thanh không đấu nổi phi tần 26 tuổi mang tên Từ Hy Thái Hậu. Thủ đoạn chính trị thượng thừa giúp Từ Hy thiên hạ thủ vi cường.
Sinh thời, Từ Hy vốn được miêu tả là người thông minh cơ trí và có sẵn nhiều bản lĩnh chính trị. Vì thế mà sau khi trở thành Thái hậu, bà đã nhanh chóng vạch ra âm mưu nhằm thủ tiêu phe cánh của 8 vị đại thần cố mệnh. Kết quả của kế hoạch này chính là Tân Dậu chính biến xảy ra ngay sau khi Hàm Phong mới băng hà chưa lâu. Khi kim quang của tiên đế được đưa về kinh thành vào tháng 9 năm 1861, Từ Hy và Từ An cùng một số thân tín dựa theo kế hoạch bày sẵn để lưỡng cung Thái hậu và Tân Đế về Bắc Kinh trước. Về tới kinh thành, hai vị Thái hậu đã chính thức phát động chính biến, tuyên bố tội trạng của cố mệnh Bác Đại Thần và lập tức bắt giam người cầm đầu phe cánh này là Tái Viên Đoan Hoa cùng Túc Thuận. Tương truyền rằng khi Túc Thuận bị bắt, vị đại thần ấy còn uất ức mà mắng lớn, hối hận không sớm trị mấy ả tiện tỳ này. Tới đầu tháng 10 năm đó, cả 8 đại thần đều bị khép tội phản nghịch cùng hàng loạt các tội danh lớn nhỏ khác nhau. Để thể hiện thái độ khoan dung, lưỡng cung Thái hậu chỉ xử tử 3 kẻ cầm đầu là Túc Thuận, Tái Viên và Đoan Hoa, còn những người kia được khoan hồng cho chết toàn thay bằng cách tự vẫn. Theo học giả ngoại quốc Edward Bear, mặc dù Tân Dậu chính biến được chính sử Trung Quốc thừa nhận là do cả hai Thái hậu đương triều phát động, thế nhưng thực chất thì Từ Hy mới là người chủ động gợi ý cho Từ An về kế hoạch thanh trừng 8 vị đại thần phụ chính để từ đó nắm toàn bộ quyền hành trong triều. Nước cờ chính trị hung hiểm và bất ngờ này đã khiến cho phe cánh của cố mệnh Bác Đại Thần lão làng trốn quan trường, trở tay không kịp. Theo nhận định, có lẽ bản thân những vị đại thần này đã từng cho rằng sau khi tiên đế băng hà thì họ có thể trở thành người định đoạt đại cục. Bởi Tân Đế vẫn nhỏ tuổi mà lưỡng cung Thái hậu lại thân là phụ nữ, không thể am hiểu về chính trị bằng mình. Tuy nhiên, hết thảy những tính toán của họ đều chẳng có cơ hội trở thành hiện thực khi xuất hiện một sai số hy hữu là Từ Hy. Vị Thái hậu với thủ đoạn chính trị thượng thừa đã ra tay vào đúng thời điểm mà nhóm đại thần này lơi lỏng nhất. Từ đó, thiên hạ thủ vi cường để tóm một mẻ lưới gọn ghẽ. Đợi tới lúc họ phát hiện ra âm mưu chính biến động trời ấy thì mọi chuyện đã an bài. Tất cả các cố mệnh đại thần nói trên dù từng là cao thủ kỳ cựu trên quan trường thì cũng chẳng thể nào một tay che trời mà xoay chuyển càng khôn được nữa. Những tưởng sau khi Tân Dậu chính biến thành công, cả hai Thái hậu đều có thể cùng nhau nắm đại quyền mà không chịu sự chèn ép của phe cố mệnh Bác Đại Thần. Thế nhưng một người Thái hậu không am tường chính trị như Từ An khó có thể ngờ rằng bản thân mình lại trở thành người biến mất tiếp theo trên vũ đài lịch sử. Sử cũ ghi lại vào năm 1881, Từ An Thái hậu đột ngột băng thệ. Do bà qua đời quá nhanh nên có nhiều nghi vấn liên quan tới việc Từ Hy đã thủ tiêu người đồng minh này để độc chiếm quyền hành. Cho tới ngày nay, nguyên nhân cái chết của Từ An Thái hậu vẫn còn rất nhiều góc khuất. Tuy nhiên, sự thật là sau khi bà băng thệ, lưỡng cung Thái hậu giờ đây chỉ còn duy nhất Từ Hy. Đây cũng là cột mốc đánh dấu cho giai đoạn độc chiếm quyền hành của Tây Thái hậu khét tiếng Thanh Triều sau này. Góc tối đầy nghi vấn trong mối quan hệ giữa Từ Hy Thái hậu với Thái giám Lý Liên Anh. Lý Liên Anh tên thật là Lý Tiến Hỷ, sinh vào năm 1848 tại tỉnh Hà Bắc. Ông tịnh thân từ năm 6 tuổi và nhập cung làm Thái giám khi mới lên chính. Năm 1867, hoạn quan họ Lý này đã leo lên chức nhị tổng quản khi mới 19 tuổi. Vài năm sau đó, ông chính thức trở thành tổng quản Thái giám sau cái chết của người tiền nhiệm An Đức Hải. Trong số những hạ nhân bên cạnh Từ Hy, nếu không tính cả An Đức Hải thì Lý Liên Anh chính là người được lòng và thân cận vị Thái hậu này hơn cả. Tương truyền rằng năm xưa, để có được sự chú ý của Từ Hy, vị Thái giám họ Lý đã cất công khổ luyện kỹ năng chải đầu, thậm chí tài nghệ của ông còn đạt tới trình độ chải mà không đứt một sợi tóc. Cũng bởi tài lẻ này mà Lý Liên Anh dần lọt vào mắt xanh và được Từ Hy tin cẩn. Có giai thoại còn truyền lại rằng, vào thời điểm Từ Hy mắc phải căn bệnh lạ, trước chiến tranh Giáp Ngọ, có người nhắc tới một phương thuốc bí truyền, yêu cầu phải ăn thịt đùi của người thân cận với mình thì mới mong khỏi bệnh. Bấy giờ, ngay tới Hoàng đế Quang Tự còn giả bộ hồ đồ mà từ chối yêu cầu này. Thế nhưng Lý Liên Anh lại không ngần ngại cắt thịt đùi của mình dâng lên cho Thái hậu để giúp bà khỏi bệnh. Cũng bởi vậy mà có một số ý kiến cho rằng Lý Liên Anh có lẽ đã dành cho Tây Thái hậu thứ tình cảm vượt qua nghĩa chủ tớ, thậm chí sâu đậm tới mức vì bà mà sẵn sàng cắt da xẻ thịt của chính mình.